Long Tước nghe mày giọng cái đi cho tôi có clip cho Long Tước coi. Ga gì chưa hết chết queo rồi. Không có tiêu dao nè. Vậy tiêu dao nãy xui thôi, thiệt á, tại ông á, ông nói làm chi nó chạy lên nó lóc lên chết queo luôn. Ôi Long Tước, ê trời ơi. Gammy nữa kìa. Trời ơi, sao mà nó đâu đúng thế vậy? Hay quá nhầy ơi. Bet Gammy, hay quá. Cố lên nhầy ơi, cố lên. Hiện tại thì cô sẽ livestream vào các ngày 246 game Liên Quân và 357 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cô là chị bên đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Ồ, oh, hay quá, không có ai. Ơi. Ui, sao cho nhanh thế. Ở đây cũng có Long Sĩ nữa nè. Ba đào, cái bàn với trường ca. Dạ dạ em ơi. Dạ đẹp. À, quả hôn nó luôn rồi. Trên con tim à. Ở bên dưới đây là có tàn kiếm, con Thúy Duyên với lại con Long Tước luôn. Đánh tên không? Tên dễ đánh không? Đây không? Đây đây. Đây đây. Ôi, ô nó bắt mình luôn rồi. Mất 3 phút cũng rất là ghê thật. Con trường ca kìa em ơi. Tôi vô thằng Bá Đao chứ cho. Bá Đao bay hết nha. Nào mày đánh các bạn kìa. Tôi bị giữ nè. Trường ca từ chắc rồi chạy đâu hết thôi bỏ đi dù nó thôi thôi hù nó thôi kiếm đường máu thôi chủ yếu kiếm đường chạy thôi chứ không làm gì nữa. Có à, quên có ông nhai bảo kê quên trời thôi ông có gì ông cứ chết đi nhà tôi đi chung giống nhà được rồi xuống dưới nè xuống dưới không. Mở rừng cho, cứ đánh đi, cứ đánh đi. Okay, okay. Tại sao bọn Gammy không có đam thì đánh quái. Xuống dưới không? Có Long Tước nè. Long Tước, tàn kiếm với lại con Thúy Yên nha. Bắt được á. Long nào cũng chết hết, long nào cũng chết. Vô nè. Ôi, nó... Ê, dương môn, tôi đánh dương môn nè. À. Dương môn nè. À. Con kia chạy ra để tôi mở lên nha. Cái tem kia bị ốp rồi á, cái tem khác nó qua nó ốp hết, nãy nó chạy đến đâu, ốp nó luôn. Chưa hết chiêu rồi ba, từ, chưa, tôi chưa một, chưa có lông. Đứng nó mở rừng này, đứng nó mở rừng này tôi lên trên nha. Ừ, chưa có lông, chưa tước được lông rồi, hồi nó tước tôi luôn á. Chưa nha. Rồi đứng nó, đợi tôi mở rừng, tôi xuống đây nha. Ok, đi nhớ đem cái mạng về nha ba, hồi đi đừng đi luôn ông nội. Ok. Sao đi đâu đây? Xuống nè. Xuống ấp hai thằng, hai đúng. Thằng đúng không? Đây đây đây. Nào, ông bị ốp rồi. Ê, đâu thấy ra. Đông băng ba. Đó, nhảy vô. Long có tước nè, long có tước. Ba có đủ y. Ôi, tôi không biết tôi điều khiển cái gì luôn á má ơi. Nó lướt tè le luôn á, bãi nồi. Ôi nó lướt kìa. Thì giờ còn lướt ba. Ê, tôi hết lướt rồi anh em, từ từ. Mình nhịn đi. Team mình mạnh quá, nhìn đi anh em, bình tĩnh. Con có đồ lên luôn nè, à. Lên ấp thương nhân à. Chưa. Vậy mày con. Mở đồ ở đây được nha. Để hồi máu tí anh em. Máu tí. Mở rừng đi, tôi lên trên rồi lên ha. Ừ, đi lên chung. Ê, có quần ở trên này Long Tước rồi. Ông ăn đi, tôi lướt được, cần gì không? Có quần ông quần đi. Ăn đi, lên luôn. Lên. Qua trái. Có tấm trọng trên kìa em ơi. Hai thổ nè. Ê nhà nè nghe. Trời ơi. Mở mở đi. Ở đi. Mở tấn công trên ngày ăn đi em. Ê nó qua coi. Chị cho mày mở. Kìa kìa kìa. Mày cát vô.
lướt lướt chiều 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 ơi sao ơi nó bà la nó xàm thiệt anh em. Tự nhiên nó đang lướt con lôn con lạnh cái nó lướt vô quái cho ông tôi cô đáo mang mạng xàm không tình kém. Lôn qua giống như là bọc cá hết trời bị khống chế nhiều chó ấy. Ai 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 bậy nha về luôn không cho về luôn ôi nó dẫn tinh công được rồi bỏ nha bỏ đi bỏ. Ôi này nó tuổi gì ta giả hoài ta dẫn với anh em mình kìa hù con ngâm y mình hù ngâm y mình chứ phải là ngay té đáy mày ơi trời ơi đây quyền dụng nước luôn kìa ông nội búp báo kìa không cho nó về nữa mà quyền dụng từ 16 giây mới có xét 17 giây mới có xét thôi vậy từ đi để an toàn đi rồi quýnh ông nội ơi thiệt dù sao ừ dù sao cũng để cho người ta mạnh mạnh tí đi ông mạnh quá để cho mấy kỳ yếu mà ông thắng sớm cũng kỳ không ai chơi với ông nữa rồi thương nhân anh em ơi đây 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 lưu ý với anh em là ai cả 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 có tàng kiếm với long tước nha long với tước ba đủ mày xa trời tôi lướt như một cái máy điện luôn anh em lướt vô tường không ôi rồi chạy chạy đi chạy đi chích luôn rồi. Ôi vãi. Ấy à, chết tôi. Chạy 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 nhanh ơi. Nhanh nhanh. Chạy nha. 6 Vậy 6 nhanh ơi. Đang bị gì đây? Ôi vậy, sao vậy? Công lôn. Gì vậy? Công lôn. Trời giờ làm tôi với ông gì ba, thiệt luôn á. Đúng. Đúng như kịch bản rồi ơi. Đúng như kịch bản. Sao khúc đó tôi chết kỳ ba. Ôi công lôn sao chết vậy ba? Ngồi vậy ba. Ôi gì vậy nói. Nó có lòng tướng nữa kìa, thiệt luôn á. Trời anh em này đánh kỳ cục quá. Kỳ vậy ba. Bỏ ghê người ta không à. Đạo diễn đã cho kịch bản nó như vậy rồi thì ông Tô Cô Đang hãy chấp nhận đi. Đúng vậy. Chơi mốt à. Không có pháo tôi à. Ai đó tìm gì vậy? Tôi không thấy mặt mũi đó lâu luôn á. Tìm vương cái bang mới lòng tước mà. Tìm vương cái bang mà giáo. Tìm được hút máu trời ơi. Ai mà sao ông Tokuda ông làm gì mà ông hết máu lẻ với ông nội? Bọn mình thì mình giáo nhầm hả? À thôi nhậm chết đi ba, nãy ông cũng win rồi mà, để tôi chứ. Kỳ vậy ba, kỳ vậy công lôn này, bởi vậy. Buồn ghê á thiệt, bỏ anh em bơ vơ một mình để cho tôi với lại ông Nhai lên đỉnh. Nhai ơi, hồi có biến cứ chạy nha Nhai. Yeah. À, trời nó nổ mà không kịp trả lời luôn. Ai à, mình giết được con Minh Giáo đó đúng không? Ờ con Minh Giáo còn nhắm máu. Cái tên nó ở khu 5 nha, cái tên nó ở khu 5 nha. Cái tên nó, cái bạn với Thiên Vương nó ở khu 5 á. Các bạn Thiên Vương. Ờ thằng Minh Giáo nó chết mà. Minh Giáo chết rồi. Từ từ anh em, từ từ. Tôi lên biết kiếp kia ngay, biết kiếp chung ngay. Dưới có một con long tước có bạo kích nha. Bạo kích luôn. Ơi, thằng đó solo kinh đó nha anh em. Đó là chùm long tước á. Chạy rồi nha, nó chạy rồi nha, nó chạy rồi. Lên 6 anh em, đó chùm long tước á. Nó chạy qua 7 rồi nha. Ok ok. Mua đồ cái. Cái gì tôi còn kẹt cái màn hình nữa ở khu 8 luôn là chết luôn á, lại luôn. Ôi anh em ơi, ta cần một người tăng cơ chân chính mà ông vậy. Trên một có thằng thiên viên gì qua sơn treo á. Ấy, có thiên sơn kìa anh em. Thôi dùng qua 8 luôn, qua 8. Kệ. Lấy giấy. Ê, có qua kìa. Lòng tước kìa. Lòng với tôi. Đùa với tôi. Hả? Không, tại vì tôi đánh hay hơn nó không. Có máu à. Hết chiều. Từ từ nha Nhai. Anh Nhai ơi, từ từ nha. Ê nó qua. Ê nó qua, nó qua kìa. Bộ đen. Trời ơi mày giảm qua. Nó qua toàn lúc mình tắt đồ. Ờ thiệt luôn á. Nãy tôi không dám mua bí kíp luôn á. Rồi cái dòm lại hết bí kíp luôn. Rồi xong rồi đó. Có hồi chiêu nè anh em. Kè nó kìa. Nó không dính nè. Không dính. Ê bất tử anh em. Qua năm luôn anh em ơi. Long tức ở dưới nữa. Long tức ở dưới nữa mà. À dưới đâu? Từ từ nhai cẩn thận nhai. Từ từ đang mất thời gian. Ờ ok từ nha, từ nhai đừng cứ qua liền nha. Từ nha nhai. Ok. Rồi đi qua luôn nhai ơi. Rồi mất cái quần rồi. Đó tem nó mạnh nha, Y Thiên rồi nha. Cái bang Y Thiên nha. Lướt con qua đó, chết. Một em ngẫm. Thằng kia chết chưa? Thôi bỏ nha. Ê, cái con nó lướt
xuyên bất tử con thiên vương. Ừ, tôi lên bí kíp mà. Ghê không? Khoái chưa? Có đồ ăn kìa nha. Cẩn thận nha anh em. Nhai còn búp cái kiểu không nhai? Đủ hết chiêu rồi. Từ từ lên trên luôn nhai ơi. Cái gan nó coi. Nó bị kẹt, nó bị kẹt nè. Mày giỡn hả mày? Rồi lên luôn nhai ơi. Còn chiêu nha. Ghê. Bảy mạng rồi. Tiêu dao nha, có tiêu dao nha, cẩn thận nha. Ok. Đánh được, đánh được, đánh được. Đánh được ha. Đánh con lon đừng hết quá, đánh được ha. Đánh được ha. Đánh được, đánh được coi. Tiêu dao kìa, tiêu dao nè. Cẩn thận nha, cẩn thận nha nhai. Chạy đâu bạn, chạy đâu. Ôi nó lóc. Ôi ơi 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 no no no. Trời ơi no you, you nè, không có được rồi you. You vãi nồi luôn, you còn cái lóc lên là you lóc tôi là xém ngẫm luôn mày. Ghê thiệt. You ác quá. Từ từ, thôi để hồi chiều lại nhai. Ghê quá nhai ơi. Ok tôi nhai ơi. Trời ơi. Cái trận này là cái trận rất là cần nhai. Trời ơi. Từ từ nha, để tí nha. Rồi nhai có chiêu chưa? Có rồi, đầy đủ. Ok, đây anh em. Từ mua đồ cái. Ê, chuẩn bị ao tượng luôn anh em ơi. Từ 1, ao tượng 2 kìa. 2 qua 2 luôn. Đây. Mua đi nhai, mua đi. Rồi mình đi nha. Đây. Gặp là quất luôn á, gặp thằng nào quất đó luôn á. Rồi mở, mở rương, mở ao tượng luôn nha. Nhai mở đi, để tôi cảnh cho. Thôi, cẩn thận nha. Ok, ok. Căng thẳng tột độ anh em, thiệt luôn á. Cái chiêu chỉnh không? Đây. Đây. Có máu nha. Không nhảy mở từ đi. Ê, có thằng qua nha. Bắt đầu. Máu dưới nha, máu. Ok anh em, mở đi nha ơi. Để cua canh cho. Bắt đầu, nó tình 23 nha. Ok. Ê, có team hai thằng luôn á, 2-3 thằng luôn á nha nhai. Cẩn thận nha nhai. Rồi, canh đi nhai, mở từ. Trời ơi, cua 7 chưa ai mở nữa kìa, thèm quá à. Kệ kìa, nhai ơi. Quất luôn. Rồi, chết một thằng nè, còn Long Tước nè. Đây, Tước cộng Long á. Rồi, xong rồi. Đâu rồi. Về lại nhai ơi, xong rồi. Cái ăn rừng thôi. 10 mạng rồi của em. 10 mạng hả? À? Ờ vẫn còn ít. Phải giết nhiều hơn anh em. Anh đi quán luôn đấy. Đi. Anh đang nhiều quá. Chết đi. Từ từ, chưa có chiêu ông nội. Bình tĩnh nè. Trời gì ba, nấu hoài vậy? À xui quá. Thiệt luôn á, Tokuda từ khi mà ông chết đến giờ mình phải nồi luôn á. Xong chưa? Đây luôn nha ơi. Xuống 7 luôn nha. Ăn rừng hay là xuống 7? Xuống 7 luôn. Ok. Đây. Đây luôn. Con mình giáo khốn nạn sao hồi nãy lần ra. Nó không nổ con Long Tước ta. Nó không chơi nổ con lôn ba. Long Tước người ta có cái gì bảo vệ hết rồi. Thấy không? Không có cho được. Chơi hết trơn rồi, người ta tâm linh hết ráo rồi ông nội ơi. Trời mất hoài ba. Long Tước này là muốn lấy lông nó cũng hơi bị khổ đấy. Ôi còn mấy tem trong cốc treo rồi, quét đi. À quét hả? Gây không? Rồi mở đường đi. Không. À đúng rồi, nghiêng qua một cái. Từ từ. Sợ có thằng ở một. Lại có Thiên Sơn. Thiên Sơn ở một. Ê nó quýnh, trời ơi, chết. Ê, nó chứ không có đâu, thôi, mở đường tiếp anh em. Đi mở đường tiếp nha. Để hồi quét luôn nha. Đây anh em, quét luôn. Trời bệnh gì cử. Anh cẩn thận quá ha. Đánh này kỹ quá. Trời ơi, phải kỹ chứ, chết này sao. Dạ ngoài nha. Ơ kìa. Đó. Vô giết. Trời lướt 2-3 cái nhỏ lên dĩa luôn mày. Máu mà đi luôn, qua luôn đây anh em ơi. Qua đây luôn nè. Ờ hết giờ luôn. Chết đầu luôn anh em ơi. Ấy có thằng. Ôi có thằng nó mới ăn bất tử kìa. À có người có quần hết trơn nha. Có người có quần. Con lơm có quần không bốn. Ok. À nãy giờ anh Toản. Anh Toản trên núp ha. Núp cái kiểu ha. Hay lắm anh em. Kìa có thằng kìa. Ấy còn. Ấy còn nhiều quá nha anh em, không đùa đâu. Đã qua nữa kìa. Tao nói bây giờ mà ấu tượng ra buồn ghê
kiểu nó giống như là nó biết mình đang livestream làm clip anh em, nó làm nền cho mình, thấy không, cho mình là xử hết. Còn con Thiên Sơn căng thiệt, thôi nén Thiên Sơn rồi nè, công nó xó cái tỷ lệ bổ kích mình ổn lắm rồi. Ok, ngon lành, ngon lành, ngon lành anh em. Em mình chưa test thử là Long Tước búp cái chiêu thần đao gì đó lên Thiên Sơn xó được không ta? Thần đao là cái chiêu chiêu cuối đó hả? Chiêu cuối đó hả nhầy? Là xó cái gì? Là xó cái trạng thái đó hay là sao? Xó cái chiêu đao thần trạng thế của Long Tước á. À, đâu để thử coi, để giờ cua thử búp nè. Hay là con Minh Giáo trong 25. Ok. Minh Giáo treo. Thôi mình tập trung lại khu số số 1 không? Tập trung lại 1 đi ha. Rồi, à ok. Án Thiên Sơn này sống dài ta. Ừ. Dạ vậy mà nó không quýnh con quái ta. Đâu ăn? Có máu luôn kìa. Quýnh không? Bây giờ nuôi nó giờ nó béo lắm á. Ôi, một sẹt tại nồi. Đam mạnh với vậy. Máu máu cua lại máu cua. Ok ơi. Ok anh em. Thôi máu để đó đi anh em, bây giờ mình đi thương nhân luôn anh em. Lên 2 luôn không? Kệ nó coi. Trời một sẹt. Ờ có thằng đó coi. Chính chính có người nha. Ok. Mua đồ luôn. Mua xong bút luôn. Đây anh em ơi. Khoan 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 nha, đi cô qua ăn kia các thằng máu đây. Rồi qua chính luôn nha. Đây anh em ơi, qua chính luôn. Kè đó kìa. Ấy, ấy gì vậy? Ấy, mày đùa, thằng này nó đùa. Nó chạy được, nó chạy được. Có bạo kích ở khu 8. Ok, con thằng nữa, con thằng nữa hay sao á? Cái bóng của thằng vậy là còn thằng công lôn á nhai. Ok ok. Có rồi, có rồi anh em. Ồ hay quá. Win anh em ơi. Hay quá anh em ơi, hay quá nhai ơi. Hay quá tôi Koda ơi. Ê bất tử kìa nhai ơi, bất tử kìa nhai. Ok ok, ăn đi. À, thôi nhai ăn đi, Ok. Rồi mình đi quét với nó luôn. Nó đầu bên phải nè, bên 4 nè nhai. Vậy nha, đi qua 1 qua 4 cua lên đi. Ok anh em. Rồi đây là bà. Đây. Ôi ôi, một nồi luôn á. Ui ui vãi. Ui 15 vàng. Ui hay quá anh em ơi. Trời ơi, cảm giác cầm thật là vô mốt. Đã quá ông Tokuda ơi. Hay quá, nhờ ông Tokuda ông chết là phù hộ mình lên đỉnh nè. Hay quá anh em ơi. Rồi ok, cuối cùng cũng đã lên đỉnh được anh Long Xịt Tước nè anh em. Cực kỳ kinh dị. Anh em thấy nó hấp dẫn không? Lướt đúng ghê luôn anh em. 15 mạng. Quá dữ dội. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh MB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đồ kia chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Ồ, giúp nó quá dữ anh em. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.